Kính chào quý vị, chương trình 24 giờ địa ốc của anh em chúng tôi xin gửi lời chào thân ái với quý vị. Xin gửi Sony và em mình gửi lời chào. Dạ, kính chào quý vị ạ. Kính chào quý vị. Thưa quý vị, đề tài hôm nay của chúng tôi rất là thú vị là chúng ta nên mua hay là nên thuê nhà. Mời quý vị cùng anh em chúng tôi thảo luận về đề tài này. Trước tiên chúng ta nói về thuê nhà em nhỉ? Dạ, thì trước hết mình phải nói ra cái lợi, cái hại của từng cái một. Thì bây giờ để em nghĩ coi cái việc thuê nhà, cái lợi là mình không có cần tiền down payment nè. Đúng không? Từ khi mình mướn nhà thì mình chỉ cần cái một tháng deposit đầu tiên thôi. Đúng rồi. Dạ, thì cái đó thì nó nhẹ nhàng cho mình. Thôi thử thách sau, 2 tháng. Với lại cái tháng đầu tiên, đúng rồi. Rồi cái thứ hai là nhà nó bị hư, mình không cần tốn tiền sửa nè. Chỉ cần gọi chủ nhà. Chỉ cần gọi chủ nhà thôi. Chủ nhà sẽ take care. Chủ nhà không biết được thì chủ nhà sẽ gọi ngay thờ tới lo cho mình. Dạ, mình không có cần phải lo những cái chuyện nhà cửa mình nó bị hư cái gì. Cái đó là một cái lợi của không có, là mình không có nhà. Sinh này nghĩ ra được cái gì nữa không? Mình nếu mà không có nhà thì cái tiền mình không bỏ tiền ra mình mua một cái số lớn mình down payment cái nhà thì có thể cái tiền đó instead of mình down payment cái mình mua cái nhà thì có nhiều người làm chuyện khác, thấy không? Tại vì một người có lĩnh vực khác nhau, có thể người ta chơi stock hay là cái gì đó vân vân và vân vân, thì cái tiền nó có thể là return lại investment better. Nhưng mà bằng không nữa thì mình không cần số vốn mà down payment thì mình thuê nhà nó cũng rất là tiện cho mọi người. Như vậy là tùy theo hoàn cảnh. Tùy theo hoàn cảnh một người nó khác nhau. Đúng rồi. Dạ. Còn cái việc có hại của không tốt về negative look về cái mình đi rent là em nghĩ là cái việc đầu tiên là nếu mà những người có income cao mà họ đi thuê thì họ không có được cái gọi là cái tax deductible. Đúng rồi. Dạ. Thì tất cả cái tiền mà income mình lấy về mình đi làm á thì mình phải khai thuế mà mình không có cái khấu trừ. Đúng rồi. Thì cái đó là một cái bất tiện. Đúng. Dạ. Thì khấu trừ được cái gì vậy? Mà trong những khấu trừ đó nó có những cái gì vậy? Thì cái tiền mà quý vị trả interest cho nhà bank là cái tiền đó là tiền khấu trừ. Rồi cái tiền quý vị trả property tax cũng là cái tiền khấu trừ. Rồi tiền hư hao sửa chữa quý vị. Hư hao sửa chữa thì khấu trừ cho những nhà investment. Có nghĩa là nếu quý vị mua nhà investment mà quý vị phải bỏ tiền để sửa chữa cho tenant thì quý vị được khai thuế. Cái đó là một số lớn á, deductible gì cũng lớn lắm chứ, property tax trừ một nhiều, năm cũng rất là... Thay vì có nhiều người em thấy những người khác em làm thì làm loan cho họ thì cái income họ cao thì thay vì họ phải trả lại tiền cho chính phủ hàng năm thì có nhiều cái case em thấy là họ không có bị trả ra nữa. Đúng rồi. Break even. Và thưa quý vị, luôn luôn nhớ rằng tiền thuê nhà luôn luôn đi lên. Chưa bao giờ thấy tiền thuê nhà đi xuống, phải không? Đúng rồi. Mà có một cái mà mình ghét nữa là người chủ nhà mà họ muốn lấy lại cái nhà để mà họ bán, hoặc là họ muốn lấy lại cái nhà để mà họ cho gia đình của họ ở, người quen của họ ở, thì mình phải move ra. Đúng rồi. Dạ. Chỉ cần một thông báo 30 ngày là chúng ta phải đi ra rồi. Dạ. Nó bất tiện, mình phải move vòng vòng. Dạ. Thế là mình có nhiều cái mình trồng cây đồ này kia nọ cũng rồi. Là mà trong không một khó khăn thôi, không được thoải mái mấy, tại vì cái cây mình trồng là cứ không có nằm dưới đất của chủ nhà mà của chủ nhà thôi. Với là cái mà privacy nữa thì có lẽ không phải nhà của mình nữa, thì một lúc nào cũng có cảm giác là cái nhà không phải của mình thì nó cái feeling cũng có thể là nó không good gì mấy. Với là mình có một cái cảm giác này quý vị, khi mà mình thuê nhà thì cuộc sống của mình rất là tạm bợ. Thí dụ như mình sẽ không mua đồ đạc. Có cái câu gì vậy anh? Người Việt Nam mình có cái câu gì là... An cư lạc nghiệp. An cư lạc nghiệp. An cư lạc nghiệp. Thôi giỏi quá. Bây giờ tiếng Việt giỏi quá. Ôi trời ơi, tiếng Việt xuất sắc nha. Dạ. Có một cái nữa mà không biết anh Linh với lại Sunny có để ý không, là trong cái khu vực mình ở là Bay Area, khu San Jose của mình á, thì khi mình trong những năm qua mà nếu quý vị nào chưa có cơ hội mua nhà thì quý vị miss cái cơ hội làm giàu. Là bởi vì giá nhà tăng quá nhanh thưa quý vị. Đúng rồi. Dạ. Có những căn nhà nó tăng
từ năm 2010 họ mua chỉ có 200 mấy chục ngàn, bây giờ họ cash out ra appraisal lên tới 700 ngàn. Mà cứ 6-7 năm thôi. An Bình biết sao, thật sự ra cái giá nhà thuê ở vùng Silicon Valley của mình á luôn luôn cao hơn. Cao hơn là cái giá tiền sau khi mình down để mua căn nhà. Nên người làm lợi nhất vẫn là người chủ nhà. Vì khi ta khi mình thuê một cái nhà mình ở thì là đương nhiên mình cái giúp cho tay cho người chủ nhà rồi. Đúng rồi. Để trả nợ rồi, đúng không? Đúng rồi. Trong đó cái mình không biết, Linh thấy có nhiều người ở một cái nhà thuê 15-20 năm rất là vô lý. Nhất là ở vùng Silicon Valley, nơi mà tiền thuê cao hơn tiền mua. Đúng rồi. Thôi bây giờ mình đổi không khí, mình nói tới cái lợi, cái benefit của người đi mua nhà đi. Thì cái benefit đầu tiên mà mình nghĩ thấy được là tất nhiên là cái giá nhà nó tăng, cái equity. Đúng rồi. Mình tự nhiên mình nhà mình dù mình không bán nhưng mà tự nhiên mình thấy cái equity của mình nó lên, tự nhiên mình vui lắm. Đúng rồi. Và đó là cái cách mà đầu tư khôn ngoan nhất quý vị. Thí dụ nếu mà quý vị thấy cái nhà cao, quý vị có thể dùng equity để lấy tiền nhà ra đầu tư vô một cái chuyện khác. Thay vì giống như thuê nhà thì mình để tiền đó để mua stock vậy. Đúng rồi. Thì đó là một cái cách đầu tư. Đúng rồi. Với là nữa mình nếu mình own cái nhà thì hư hao thì mình sẽ sửa. Cái đó là cái điều mà mình phải hư hao thì mình phải sửa nhà, sửa nhà hoặc là mình kêu thợ tới sửa là mình là người involve vô cái vấn đề đó. Nhưng mà trong tâm khảm của mình, trong đầu mình luôn luôn là cái nhà là nhà của ta. Đúng rồi. Mình sửa, mình decorate, mình mua đồ đạc cho đẹp, mình sửa cái ban công hoặc là mình sửa cái hồ bơi rồi gì á. Dạ vâng. Theo ý mình. Dạ vâng. Dù mình có sửa đi nữa, em cũng muốn nhắc tới quý vị khán giả là mỗi một đồng quý vị bỏ vô trong nhà của quý vị sửa, quý vị khi mà quý vị bán ra quý vị lấy lại được gấp gấp 3, gấp 4 lần thôi quý vị. Đúng. Có nghĩa là nó ở đó chứ nó không có mất đi. Còn mà làm giá trị mình tăng lên. Đúng rồi. Ví dụ cùng một ở trong một cái khu phố mà mình đi ngang qua, nếu mình tinh ý mình sẽ biết cái nhà nào là nhà đang được cho thuê và cái nhà nào là nhà chính chủ, nghĩa là người chủ người ta sẽ chăm sóc vườn cây tốt hơn, sơn ngoài tốt hơn, hàng rào tốt hơn quý vị. Đó là cái giống như câu vừa rồi là an cư lạc nghiệp. Cái nhà là nhà của ta đó. Rồi còn cái vấn đề tax interest mà mình trả ra, giống như hồi nãy anh Bình nói là quý mình sẽ lấy về lại được cuối năm khi mình khai thuế. Ngoài ra thì còn cái lợi của mà việc mua nhà đó là mình tự hào là mình có cái căn nhà. Tự nhiên mình bước ra mình tự tin hơn. Đúng không rồi. Biết có phải vậy không em, đối với em thì anh feel vậy. Anh có thể đọc được cái điều đó trên gương mặt của em. Mà cái niềm tự hào đó, cái tự tin nó giúp cho mình rất là nhiều. Thưa quý vị, là mình nói oh, I am a homeowner, mình là chủ nhà. Rồi. Đúng không? Dạ, thì có lẽ cũng xin nhắc sơ là mua nhà hay là thuê nhà, nó cả hai nó đều có cái benefit của nó mà rồi. Mỗi một trường hợp thì nó mỗi khác nhau, nên quý vị nào, trường hợp của quý vị nào vẫn còn chưa có cảm thấy là cái benefit của mình nhiều khi mà đi mua nhà thì không sao cả. Nhưng nếu mà quý vị có ý suy nghĩ tới là quý vị cần phải đi mua nhà bởi vì cái income của quý vị trong những năm qua làm quá cao, thì quý vị liên lạc với lại anh em chúng tôi. Anh em chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị, sẽ giúp cho quý vị làm sao để làm chủ được một căn nhà. Có thể mà bổ sung nữa. Có thể mà có một cái quý vị mà thắc mắc là không biết mua không hoặc là mướn nhà hay mua nhà cũng có thể liên lạc anh em chúng tôi, thì chúng ta cứ ngồi xuống để analyze cái nếu mà mướn nhà như thế nào, income như thế nào hoặc mua nhà như thế nào, có lợi như thế nào thì quý vị thấy rõ ràng hơn đó. Rồi bây giờ mình mời quý vị mình đọc cho quý vị một cái nhà mà mình mới list ở khu Pleasanton đi. Mời anh Linh. Anh Linh đọc đó là số nhà 5719 Dimas Court, Pleasanton, Cali 94566, khu vực Pleasanton quý vị nha. Một khu vực rất là dễ thương và an bình. 4 phòng ngủ, 5 phòng rưỡi tắm, rộng 4.959 square feet với 0.35 acre cho cái lot của mình.
rất là đẹp, rất là luxury, và listing với giá 1.750.000, xây cất 5206, rất là tốt. Xin quý vị liên lạc với anh em chúng tôi 24 giờ với địa ốc. Dạ, và thời gian không nhiều, xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Kính chào quý vị. Kính chào quý vị.